Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn quý vị và các bạn đã bật TV vào đúng khung giờ quen thuộc của chương trình Chào buổi tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC1 và VTC14. Tôi là Thu Thủy. Còn tôi là Lưu Phước. Hôm nay thứ hai, ngày 16 tháng 9, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hôm nay Apple chính thức tung phiên bản iPhone 7 ra thị trường quốc tế và ngay lập tức chiếc điện thoại này đã được xách tay về Việt Nam. Trong tiểu mục Chuyện tối nay, bác sĩ Gia Liễu sẽ kể câu chuyện về những nạn nhân của mỹ phẩm giả, mỹ phẩm kém chất lượng. Một nhóm thiếu niên người Nga đã tự thiêu rồi nhảy cầu với hy vọng câu được nhiều like trên mạng xã hội. Hôm nay là ngày Apple chính thức tung phiên bản iPhone 7 ra thị trường quốc tế. Mặc dù Việt Nam không nằm trong danh sách những quốc gia mà Apple thực hiện phân phối sản phẩm mới trong dịp này, nhưng qua con đường xách tay, những chiếc iPhone 7 đầu tiên đã có mặt tại thị trường Việt Nam để phục vụ cho những tín đồ của táo cắn dở. Chiếc iPhone 7 đầu tiên tại Việt Nam có màu hồng vàng với dung lượng là 256GB, được chủ cửa hàng Chep Game ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh nhập về từ Singapore với giá khoảng 35 triệu đồng. Ngay sau đó, một cửa hàng đồ xách tay tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhập về 12 chiếc iPhone 7 Plus bản 128GB. Chủ cửa hàng này cho biết tất cả những chiếc iPhone đợt này đều là màu đen. Nhìn từ mặt trước, người dùng khó nhận biết sự khác biệt so với bản iPhone 6s Plus. Máy vẫn có màn hình 5,5 inch, thiết kế với các đường bo cạnh tương tự. Tuy nhiên, các phím bấm được làm mảnh, nảy hơn khi bấm so với thế hệ cũ. Nhìn từ bên dưới, việc loại bỏ rắc cắm tai nghe 3,5 ly làm cho thiết kế sản phẩm trông đơn giản hơn. Thay đổi đáng kể nhất của sản phẩm này là camera kép 12 megapixel. iPhone 7 Plus cũng hỗ trợ khả năng chống nước. Theo đánh giá thì những chiếc iPhone bản thương mại lần này có độ hoàn thiện cao hơn khá nhiều khi mà Apple đã khéo léo khiến máy trông có vẻ liền mạch hơn rất nhiều bằng cách bỏ đi hai dải nhựa chạy cắt ngang ở mặt lưng. Đặc biệt, ở phiên bản đen bóng, độ liền mạch còn được nâng lên một nấc khi mà logo Apple có vẻ khá chìm. Ở thời điểm hiện tại, nhiều cửa hàng bán lẻ các thiết bị di động tại Việt Nam đang chào giá iPhone 7 với mức khởi điểm là 25 triệu đồng. Tuy nhiên, trong khoảng 1 đến 2 ngày đầu tiên mở bán, tình trạng loạn giá chắc chắn sẽ xảy ra. Một số mẫu máy được dự đoán sẽ đắt hàng như iPhone 7 Plus đen bóng có thể được chào giá lên tới 40 triệu đồng. Mỗi lần hãng Apple tung ra một siêu phẩm smartphone mới sẽ làm một lần giới cuồng công nghệ có một cuộc chạy đua để trở thành những người đầu tiên sở hữu chiếc điện thoại thông minh và đắt giá này. Và cơn sốt iPhone 7 thì cũng đồng thời mang đến cho nhiều người một cơ hội kiếm tiền vô cùng dễ dàng. Chỉ bằng cách là xếp hàng để mua iPhone là đã có thể kiếm được số tiền lên tới 10.000 đô la Mỹ. Câu chuyện tưởng chừng như đùa này lại đang là những gì đang có thực diễn ra tại một đại lý phân phối các sản phẩm iPhone 7 đầu tiên ở thành phố New York, Mỹ. Tất cả những gì bạn cần làm để kiếm được số tiền 10.000 đô la Mỹ tương đương với hơn 200 triệu đồng, đó là kiếm được một vị trí ở trên đầu hàng, kiên nhẫn ngồi và chờ đợi trong khoảng 3 tuần trước khi cửa hàng tung ra sản phẩm đầu tiên và đến khi mua được cho người thuê bạn một chiếc iPhone 7. Mặc dù cửa hàng bắt đầu mở bán iPhone 7 vào ngày hôm nay 16 tháng 9, nhưng đã có những hàng dài người xếp hàng chờ mua từ cách đó hàng tuần. Đêm Trung Thu lẽ ra là ngày vui nhất của con trẻ khi được vui chơi thỏa thích, được ngắm trăng, được phá cỗ. Vậy nhưng đêm qua, nhiều em nhỏ ở Quảng Bình đã gặp một tai nạn trong vụ nổ bóng bay nghiêm trọng. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn từ thứ đồ chơi tưởng chừng như vô hại này. Khoảng 21 giờ tối qua, điểm vui chơi khu vực nhà thờ Tam Tòa, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình bỗng dưng hỗn loạn khi có tiếng nổ lớn. Nhiều người đang tập trung thì bất ngờ trùm bóng bay bơm khí hydro phát nổ. 9 người bị bỏng nặng, trong đó có 5 em nhỏ đã được đưa ngay vào Bệnh viện Việt Nam Cuba, Đồng Hới để cấp cứu. Các nạn nhân cho biết, hai thanh niên đã dùng bật lửa đốt trùm bóng bay gây vụ nổ lớn. Những trùm bóng bay tưởng chừng như vô hại, nhưng trong điều kiện có tác dụng của lửa, dù là lửa nhỏ như bật lửa hay tàn thuốc, bóng bay sẽ giãn nở quá mức, áp suất khí bên trong làm tăng làm vỡ bóng. Khi bóng vỡ thì hydro có tác dụng với oxy và tiếp tục gây nổ. Sức công phá khi một quả bóng phát nổ có thể không lớn, nhưng khi cả chùm bóng nổ cùng một lúc thì hậu quả sẽ thật khôn lường. Những ngày vừa qua, hình ảnh người đàn ông chở một thi thể trên xe máy về nhà ở Sơn La đã khiến cho dư luận bị ám ảnh và không khỏi xót xa. Ngày hôm nay, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã yêu cầu lãnh đạo của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La xác định trách nhiệm trong vụ việc trên. Theo đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế Sơn La xác định rõ trách nhiệm của bệnh viện trong sự việc chở thi thể trên xe máy. Theo quy định của Thông tư 43, bệnh viện có nhiệm vụ tổ chức thăm hỏi người bệnh và thân nhân để nắm bắt tình hình sức khỏe, hoàn cảnh của bệnh nhân, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý cũng như là xã hội. Vì vậy, nếu tập thể hay cá nhân có sai phạm trong vụ việc thì Sở Y tế Sơn La phải xử lý nghiêm và báo cáo về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày 23 tháng 9. Trước đó, vào ngày 12 tháng 9 thì trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông đi xe máy chở thi thể cuốn trong một chiếc chiếu với đôi chân tím tái thò ra bên ngoài. Người đàn ông này tên là Lò Văn Muôn đang chở thi thể của em gái tử vong sau khi xuất viện từ thành phố Sơn La về nhà ở xã Mường Dại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Trao đổi với báo chí về sự việc thì ông Lương Văn Tuận là giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La cho biết là nữ bệnh nhân nhập viện vào ngày 28 tháng 8 với chẩn đoán là suy kiệt trên bệnh cảnh nghi ngờ là nhiễm HIV. Và ngày 12 tháng 9 thì anh Muôn là anh trai của bệnh nhân đã gửi đơn lên lãnh đạo của bệnh viện để xin cho bệnh nhân được về nhà. Khi xuất viện thì bác sĩ có thăm khám cho chị và các chỉ số khi đó là bình thường, khỏe mạnh. Còn người anh thì cho biết là trên đường về khi mà anh dừng xe để đổ xăng thì em gái khó thở và lịm dần rồi mất. Anh nhờ người dân ở bên đường mua chiếu để quấn thi thể em lại rồi đặt lên xe máy và tiếp tục trở về nhà. Vâng, và cách thức vận chuyển thi thể của người quá cố như thế khiến cho nhiều người không khỏi xót xa. Tuy nhiên, nếu nhìn một thực tế một chút thì sẽ thấy nó không phải là điều gì đó quá xa lạ ở vùng cao. Một cô gái Thái quê ở Sơn La thì đã chia sẻ ở trên mạng rằng là gần 20 năm đi xa, cô lại thấy lại hình ảnh, hình hài, ký ức về quê hương gần như là chẳng có gì thay đổi. Có rất nhiều thứ đã thay đổi trong cuộc đời này, ấy vậy mà đường về nhà của những người dân nghèo đâu đó thì vẫn như vậy, quá đỗi là nhọc nhằn, quá đỗi là đau thương. Tuy nhiên thì có thể nhiều năm, thậm chí là nhiều chục năm nữa sẽ vẫn còn những người chết phải trở về nhà theo cách đó, bởi khoảng cách giàu nghèo sẽ khó có thể xóa trong một sớm một chiều. Đó là một thực tế, và người nghèo thì không thể giàu lên, không thể chết sang hơn vào tình thương nhất thời của những người ở thành phố, những người ở quá xa và thường là chỉ giỏi trong việc sử dụng mạng xã hội. Điều kỳ diệu đã đến với một nam thanh niên mắc bệnh Whitmore làm mất dần nội tạng. Sau một tháng, anh này điều trị tại khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Bạch Mai. Và cho tới thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe hoàn toàn. Điều này thậm chí còn nằm ngoài sức tưởng tượng của các y bác sĩ. Bởi trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, tiên lượng tử vong là trên 90%. Bệnh nhân may mắn khi đã chiến thắng căn bệnh Whitmore là anh Cao Văn Thêm, 25 tuổi ở Thanh Hóa. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục 39-40 độ C, sưng đau khớp gối, xuất hiện tổn thương gan, thận và nhiều ổ áp xe ở trong phổi. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Đây là bệnh lây truyền qua da, sau đó bệnh có thể lan vào máu gây nhiễm khuẩn huyết và gây tổn thương đến tim, não, gan, thận, khớp và mắt. Sau hơn một tháng tích cực điều trị ở bệnh viện thì đến ngày 15 tháng 9, bệnh nhân Thêm đã phục hồi hoàn toàn. Hôm nay bệnh nhân đã được chuyển về tuyến dưới để tiếp tục theo dõi và điều trị. Từ đầu năm tới nay thì chỉ riêng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hơn chục ca Whitmore được chuyển đến chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Con đường Kim Mã với cây xanh dập lá trong những trưa hè nắng gắt hay phủ kín lá vàng rơi mỗi độ thu về có lẽ chỉ vài chục ngày nữa thôi sẽ chỉ còn trong ký ức của người dân thủ đô khi trong buổi họp báo ngày hôm nay 16 tháng 9, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội là đơn vị chủ đầu tư cho biết 109 cây xà cừ ven tuyến đường này sẽ bị chặt hạ hoặc đánh chuyển để nhường chỗ cho công trình tàu điện ngầm. Theo đại diện của Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, trong số 109 cây, có 2 cây phải chặt hạ, 1 cây phải cắt tỉa, còn lại 106 cây sẽ được dịch chuyển. Các cây này nằm trên đoạn đường từ vị trí đối diện ngõ 575 Kim Mã đến đền Voi Phục. Thời gian thực hiện trong 90 ngày. Theo kế hoạch thì các đơn vị liên quan sẽ cho di chuyển trước các cây có đường kính nhỏ hơn 40 cm và tiếp đó là 24 cây xà cừ cổ thụ có đường kính lớn hơn 40 cm. Địa điểm đưa cây về để duy trì nuôi dưỡng là vườn ươm Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Khoảng một năm sau, các cây này sẽ được trồng trở lại trên các tuyến đường mới ở thủ đô. Để đảm bảo cây vẫn sống, đơn vị thi công là công ty Bipro cho biết sẽ áp dụng phương pháp đào gốc cây thủ công. Tuy nhiên, việc này sẽ rất tốn kém và để hoàn thành việc di chuyển một cây có đường kính trên 1 mét thì cần phải dùng đến 30 công nhân làm việc trong 2 đến 3 ngày. Thời gian đánh chuyển cây chủ yếu vào ban đêm. Theo đại diện của công ty Bipro, việc dịch chuyển sẽ trên tinh thần cao nhất là cứu sống, duy trì và nuôi dưỡng cây tiếp tục phát triển. Theo thống kê thì tỷ lệ cứu sống cây di chuyển vào khoảng 60%. Đêm Tình Nhân là chương trình ca nhạc mà khán giả thủ đô mong chờ hàng năm bởi không chỉ được đầu tư kỹ lưỡng, chương trình còn quy tụ dàn ca sĩ hải ngoại danh tiếng. Năm nay thì Đêm Tình Nhân 3 sẽ có chủ đề về lứa đôi, về tình yêu và hạnh phúc. Và điều đặc biệt là khán giả sẽ lần đầu tiên được nghe Bằng Kiều hát bolero. Đêm Tình Nhân 3 vẫn là cuộc hội ngộ của những gương mặt đã quen thuộc trong các chương trình trước, đó là Bằng Kiều, Quang Lê, Lệ Quyên, Tuấn Ngọc, MC Nguyễn Cao, Kỳ Duyên. Và năm nay còn có thêm Thanh Hà, Lam Anh và Tóc Tiên. Bằng Kiều vẫn là người đảm nhiệm vai trò biên tập âm nhạc. Ngoài những tiết mục solo của các ca sĩ thì chương trình còn có sự kết hợp mới mẻ giữa Tuấn Ngọc và Thanh Hà, Quang Lê và Lam Anh, Bằng Kiều và Quang Lê. Và lần đầu tiên Bằng Kiều sẽ hát bolero trên sân khấu vốn là sở trường của Quang Lê. Ngoài ra Bằng Kiều cũng sẽ song ca cùng với Lệ Quyên những bản tình ca bất hủ. Tóc Tiên cũng sẽ là điểm nhấn trong chương trình khi thể hiện ca khúc mới lần đầu tiên được ra mắt cùng với Vũ Đoàn. Đêm Tình Nhân 3 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào tối mai 17 tháng 9 và theo tiết lộ của ban tổ chức thì toàn bộ vé của đêm nhạc đã được bán hết. Vâng, nếu như Bằng Kiều lần đầu tiên hát bolero trong Đêm Tình Nhân 3 thì trong Diamond Show của Đàm Vĩnh Hưng thì anh lại không hát bolero và những ca khúc vốn là ủy mị được coi là sở trường của anh. Và dù đến tháng 10 thì live show này mới diễn ra, thế nhưng sức nóng của nó thì đã khiến cho rất nhiều người phải tò mò từ lâu, bởi đây là live show của một ca sĩ nổi tiếng là chịu chơi, chịu chi nhất showbiz Việt. Và có lẽ là khán giả của anh cũng phải chịu chi khi mà giá vé VIP lên tới đến 1.000 đô la Mỹ, tương đương với 22 triệu đồng. Có gì đặc biệt trong live show mới này? Mời quý vị cùng nghe chia sẻ của chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Xin chào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, có lẽ trong thời gian này thì anh đang khá là bận rộn để chuẩn bị cho cái live show kỷ niệm 20 năm ca hát của mình, và 9 tỷ là con số mà tôi nghe được cho cái chi phí của live show này. Vậy thì khán giả sẽ được thưởng thức những gì trong cái live show mà có chi phí khủng như vậy? Thật ra thì con số nó đã lên hơn nữa rồi. Cho tới ngày hôm nay thì mọi thứ nó leo thang hơn nữa, tại vì nó chỉnh sửa lại rất là nhiều thứ khác nhau và có những bộ trang phục không phải làm lại hết toàn bộ. 26 tiết mục thì 24 tiết mục là có múa, là từ 10 đến 20 người trên sân khấu, và mỗi bộ trang phục như vậy không có lặp lại bộ nào hết, hoàn toàn khác nhau, gần như là khoảng chừng hơn 500 bộ đồ và cả tổng thể trang phục của Hưng nữa đó, và những chiếc vé được in ra nó phải như thế nào, có cả một cái tượng sáp của Đàm Vĩnh Hưng kích cỡ thật, y như thật, mặc trang phục thật luôn, đặt ở trước sảnh Trung tâm Hội Nghị Quốc gia cũng như là Nhà Văn hóa Hòa Bình để cái việc chụp hình lưu niệm. Có những cái chiêu thức, những cái trò không thể nào nói ra đây được. Anh có sợ những cái ý tưởng của mình bị trùng lặp và cũng gây nhàm hoặc là có thể gây thất vọng cho khán giả hay không? Bởi vì số lượng ca sĩ, vũ công nhiều hay là trang phục đầu tư đã được đưa vào live show số phận của anh? Cái đó chưa ăn thua. Cái đó không ăn thua gì với cái show này cả. Một điều đặc biệt là quý vị lưu ý là trong cái show này không có một bài hát nào hit của Đàm Vĩnh Hưng cả. Đấy, không có một bài hát nào thuộc về Đàm Vĩnh Hưng hết. Tất cả là những gọi là quốc tế ca, mà hay gọi là nhạc quốc ca mà ai cũng hát theo được đấy. Và chắc chắn sẽ không có một cái hình ảnh nào của những cái show cũ lặp lại cả, không có cái đường phố cảnh trí, không có nhạc bolero, không có những cái ủy mị, những cái gì mà nó đau buồn khóc lóc hay là kịch tính, không có những cái đó, hoàn toàn khác. Sau khi anh Hưng công bố là sẽ làm live show 9 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh thì có nhiều lời đồn đoán cho rằng là đây là live show hoành tráng cuối cùng của anh. Vậy thì thực hư chuyện này như thế nào ạ? Đàm Vĩnh Hưng là nhân vật luôn luôn dính với tất cả những lời đồn nhiều nhất. Đây chỉ là một dự án nằm trong chuỗi dự án kéo dài liên tục của Hưng từ tháng 10 năm nay cho đến tháng 10 năm sau để kỷ niệm đúng 20 năm ca hát của Hưng, cho nên là còn nhiều cái chương trình nó còn khủng hơn nữa. Chương trình đó Hưng thực sự là Hưng vẫn còn để dành. Cái này là đã mắt, cái kia thì đã tai. Còn cái chương trình mà gọi là không có cái gì mà gọi là kết thúc hoặc là show cuối cùng hơn cả. Cái show cuối cùng của Hưng nó còn kinh dị hơn thế nào nữa. Hưng chưa nghĩ đến chuyện đó. Cảm ơn anh vì buổi trò chuyện ngày hôm nay và xin chúc cho live show của anh sẽ bán hết sạch vé và quan trọng hơn hết là Đàm Vĩnh Hưng luôn trong lòng khán giả. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, trong lịch sử thì đã có rất nhiều những phát minh quan trọng khiến cho cuộc sống của chúng ta hoàn toàn thay đổi, thậm chí là tạo nên những bước ngoặt lớn. Và quý vị có biết không, nhà vệ sinh chính là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Và ngày nay thì chúng ta đang tạo ra ngày càng nhiều các loại nhà vệ sinh vô cùng xa xỉ để khẳng định rằng là việc đi vệ sinh là một nhu cầu hàng ngày và sống còn con người và nó không thể bị xem nhẹ. Vâng, và trước đây thì có lẽ chỉ đến với Dubai, một trong những thành phố xa xỉ nhất thế giới thì mọi người mới có cơ hội được sử dụng những chiếc toilet đắt vàng, phải không ạ? Tuy nhiên thì giờ đây, nếu đặt chân tới bảo tàng Guggenheim tại thành phố New York của Mỹ thì du khách thậm chí còn có cơ hội trải nghiệm cảm giác sử dụng chiếc bồn cầu bằng vàng 18 carat nguyên khối. Chiếc bồn cầu đắt giá này vừa được lắp đặt ngay tại khu vệ sinh của công cộng của bảo tàng. Chiếc bồn cầu mang tên là America này là tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ người Italia Maurizio Cattelan. Nó được làm từ vàng nguyên khối 18 carat và có đầy đủ chức năng như một bồn cầu thông thường. Bảo tàng Guggenheim cho biết, mục đích của việc lắp đặt này là giúp cho mọi người ở mọi tầng lớp đều có thể tiếp cận với một sản phẩm xa xỉ, những thứ vốn chỉ dùng cho giới siêu giàu chiếm đến chỉ 1% dân số. Tác giả Catalan cho biết là ý tưởng khiến ông tạo nên tác phẩm đặc biệt này xuất phát từ tình trạng bất bình đẳng về kinh tế và khoảng cách giàu nghèo trong xã hội hiện nay. Cùng với sự bùng nổ của các trang mạng xã hội ví dụ như là Facebook hay là Instagram thì căn bệnh sống ảo của nhiều tín đồ mạng xã hội cũng trở nên ngày một trầm trọng hơn. Trong khi nhiều người chỉ đơn giản là liên tục cập nhật các bài viết thì có không ít người còn liều mạng chỉ vì những nút like và những lời bình luận ở trên mạng. Giống như mới đây, một nhóm thiếu niên người Nga đã tự thiêu rồi nhảy cầu với hy vọng là câu được nhiều like ở trên mạng. Để hưởng ứng trào lưu mới nổi ở trên mạng xã hội mang tên là quả cầu lửa, ba thiếu niên sống ảo người Nga đã liều lĩnh tưới chất lỏng dễ cháy lên người, sau đó châm lửa. Trước khi ngọn lửa bao trùm cả người thì ba thiếu niên dám thách thức tử thần này đã nhảy xuống sông từ một cây cầu cao 6 mét. Trong tiếng hò reo cổ vũ của rất nhiều người chứng kiến, được biết cả ba thiếu niên đều bình an vô sự sau trò chơi nguy hiểm. Tuy nhiên, sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Nga đã tiến hành điều tra vụ việc và 2 trong số 3 thiếu niên đã bị bắt giữ. Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, 3 thanh niên người Nga khác đã sử dụng thiết bị bay không người lái để ghi lại hình ảnh tay không trèo tháp Eiffel ở Pháp trong điều kiện gió to và mục đích cuối cùng cũng là để câu like ở trên mạng. Mời quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Chào buổi tối trong tiểu mục Chuyện tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, trên tay tôi bây giờ đang là một số loại mỹ phẩm có vẻ là rất quen thuộc với các chị em phụ nữ phải không ạ? Đây là kem nền, phấn, son rồi nước hoa. Tất cả đều là sản phẩm của một thương hiệu, những thương hiệu nổi tiếng như là Lancome này, Christian Louboutin hay là Lancome hay là Chanel chẳng hạn. Tuy nhiên thì khi nói số tiền mà tôi đã bỏ ra để mua các sản phẩm này, có thể nhiều người sẽ giật mình. Đó là chỉ vào khoảng 260.000 đồng. Và với mức giá này thì quý vị và các bạn có thể đoán được chất lượng của chúng ra sao rồi phải không ạ? Nhưng điều đáng lo ngại là những sản phẩm này đang được bày bán tràn lan trên thị trường, đặc biệt là tại các chợ vùng nông thôn hay là các khu chợ đêm ở trong thành phố. Và chúng hàng ngày thì vẫn là thứ không thể thiếu trong túi xách, trên bàn trang điểm của rất nhiều chị em. Vậy việc sử dụng hàng ngày các loại mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái thương hiệu, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ có hại cho sức khỏe hay không? Và làm sao để nhận diện các loại mỹ phẩm kém chất lượng này? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Chuyện tối nay ngày hôm nay. Và vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Thành, nguyên trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Gia Liễu Trung ương. Trước hết xin cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình và mời bác sĩ và quý vị khán giả hãy theo dõi những hình ảnh ngay sau đây của chúng tôi. Hàng chục năm nay, khu chợ sinh viên này được coi là thiên đường của các loại mỹ phẩm giá rẻ, nhái nhiều thương hiệu nổi tiếng. Nào cũng dùng thôi, không được kẹt. Nhưng mà phần nước nên dùng của cái này, còn cái phần nước của loại nào đó, cái này bán rẻ nhất. Nước hoa của thương hiệu nổi tiếng Coco Chanel, nhưng có giá 40.000 cho một lọ 15ml. Còn lọ kem nền được quảng cáo là dùng được vài tháng này, cũng có giá rẻ bất ngờ, chỉ 60.000 đồng. Thậm chí, thỏi son từng tạo nên cơn sốt trên các trang mạng xã hội Christian Louboutin với giá bán trên thị trường không dưới 2 triệu. Thế nhưng, tại khu chợ này, chúng chỉ được bán với giá 70.000 đồng. Những loại được gọi là mỹ phẩm nhưng có giá siêu rẻ ấy, có lẽ được sản xuất từ những cơ sở như thế này. Bằng những nguyên liệu trôi nổi, không rõ xuất xứ, không được kiểm định về độ an toàn. Sau đó được đóng gói, thậm chí lại được dán tem chống hàng giả, rồi ồ ạt đổ vào thị trường làm đẹp. Vâng, thưa bác sĩ, khi xem phóng sự vừa rồi cũng như là khi cầm trên tay những sản phẩm như thế này thì rõ ràng là tôi thực sự rất là bất ngờ với những cái sản phẩm cũng như là với cái vẻ bề ngoài cũng như là giá thực sự của chúng. Và xem phóng sự vừa rồi thì rõ ràng là chúng ta thấy là có rất là nhiều đối tượng, ví dụ như là công nhân này, sinh viên này, hoặc là những người lao động có thu nhập thấp, thì những sản phẩm này có vẻ như lại rất vừa túi tiền của họ. Bác sĩ nghĩ sao về điều này ạ? Thực ra thì chúng ta thấy thế này, cái mỹ phẩm bây giờ thì nó rất đa dạng và phong phú. Và cái thứ hai là cách chế tạo của nó cũng có rất nhiều cách. Có thể là cả một quá trình nghiên cứu rất công phu và rất cầu kỳ, nhưng cũng có thể là một cái quá trình cắt đoạn, pha chế với hóa chất này, với hóa chất kia. Ví dụ như các bạn thấy nước hoa, người ta chỉ thấy một chất nền nào đó không gây dị ứng, pha mấy chất mùi nào đó, tạo mùi nào đó, sau đó nó có thể thành nước hoa. Mà cái đó thì các bạn thấy nó rất rẻ. Có khi giá trên kia vẫn còn là đắt, và họ vẫn còn có lãi, đến do đó mà họ vẫn còn kinh doanh. Do đó mà cái này các bạn thấy thế này, cái mỹ phẩm giá rẻ là có thật. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào quản lý được cái mỹ phẩm đó, với điều kiện là gì? Là phải bảo đảm được cái công thức thật minh bạch. Cái thứ hai là cơ sở sản xuất phải bảo đảm. Và cái thứ ba nữa là tất cả những cái chất trong đó không ảnh hưởng gì đến da và sức khỏe của con người, thì chúng ta mới có thể tạo ra được cái mỹ phẩm giả, cái mỹ phẩm giá rẻ được. Và giá rẻ tôi chắc chắn là sẽ có, nhưng mà chúng ta mà không tạo được cái môi trường, mà không tạo được cái cơ sở quản lý và sản xuất, thì chúng ta không bao giờ có cái mỹ phẩm giá rẻ cả. Mà lúc nào cũng có giá rẻ, nhưng lúc nào cũng có nguy cơ dính dập với cuộc sống và cái tổn thương da của con người sử dụng mỹ phẩm đó. Dạ vâng, thưa bác sĩ, rõ ràng vừa rồi bác sĩ có nói đến chuyện là có những ví dụ như nước hoa chẳng hạn thì cái công thức rất là rẻ, giá thành cũng rất là rẻ. Tuy nhiên thì những cái loại nước hoa mà tôi biết bán trong các cửa hàng sang trọng thì lên đến vài triệu, thậm chí là cả chục triệu đồng cho một chai nước hoa. Vậy thì có gì mâu thuẫn không? Và rõ ràng là chị em phụ nữ, nhu cầu được sử dụng mỹ phẩm là nhu cầu của tất cả mọi người. Vậy thì những cái sản phẩm như thế này, ví dụ như Lancome hay là Christian Louboutin chẳng hạn, cái sỏi son này tôi được biết là giá đến 2 triệu mấy. Vâng, đây chỉ giá 1/10 thôi. Rồi. Thì rõ ràng nếu một người có thu nhập thấp thì họ rất là thích sử dụng. Nhưng mà những cái tác hại từ những cái sản phẩm tôi tạm gọi là giả và hàng nhái này thì nó sẽ như thế nào thưa bác sĩ? Đấy thì như thế này thì các bạn sẽ thấy này, những cái hãng nổi tiếng khi mà có một cái loại mỹ phẩm nào đó thì nó có cả một cái quá trình nghiên cứu rất lâu năm, có khi hàng chục năm, có khi 20 năm, và khi tiêu tốn vào đấy có khi hàng chục triệu đô, hàng trăm triệu đô để có một cái quá trình và để có một cái sản phẩm ra. Do đó mà các bạn nếu mà có dịp mà đi tham quan được một số cái cơ sở sản xuất đó thì các bạn sẽ thấy nó vô cùng hoành tráng và vô cùng là khoa học. Nó cắt từng đoạn một, ví dụ từ hóa chất này, từ cây cỏ này, trồng ở đâu, sản xuất như thế nào, dùng cái gì để chiết xuất vân vân. Sau đó thì lại có khi ra một thành phẩm cái lại phải sử dụng trên người, và người tình nguyện như thế nào và người không tình nguyện như thế nào. Sau đó trước khi sử dụng trên người họ sử dụng trên động vật, sau đó mới bắt đầu sử dụng trên người tình nguyện, sau đó mới dùng trên cơ thể chúng ta. Và cả một quá trình như thế có khi kéo dài hàng chục năm. Chính vì thế mà các bạn thấy là cái mà mỹ phẩm của những cái hãng nổi tiếng và có chuyên nghiệp thì các bạn thấy đấy không phải là rẻ, đấy là chính là cái giá thực sự của họ. Vâng, bác sĩ thì đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm công tác tại cái bệnh viện Gia Liễu, chắc chắn là đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân khi mà họ sử dụng những cái loại mỹ phẩm kém chất lượng, họ đến với bệnh viện của mình thì có những cái loại tổn thương nào là phổ biến với những cái bệnh nhân mà sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng ạ? Cái này thì chúng ta cũng phải nói thêm một tí. Ngoài cái mỹ phẩm kém chất lượng, chúng ta cũng phải nói thêm về cơ thể. Cơ thể chúng ta thì cái cơ thể nào mà dị ứng, có cơ địa dị ứng thì bất cứ mỹ phẩm nào, kể cả giả hoặc là chính hãng, đều có thể gây dị ứng Đấy, các bạn phải chú ý cho tôi rồi đó. Do đó khi mà chúng tôi khám một bệnh nhân nào có cái dị ứng mỹ phẩm là chúng tôi phải hỏi ngay cái cơ địa. Nếu mà người ta có cơ địa thì bản thân cái mỹ phẩm chính hãng cũng có thể gây dị ứng. Còn cái tỷ lệ mà sử dụng mỹ phẩm giả và không rõ nguồn gốc thì cái tỷ lệ dị ứng nó sẽ cao lên rất nhiều so với cái mỹ phẩm chính hãng, kể cả những người dị ứng và không dị ứng. Đấy thì các bạn phải chú ý cho tôi cái đó. Cái thứ hai là về hình thức gây tổn thương của cái mỹ phẩm. Thì bất cứ người ta dùng mỹ phẩm bằng đường nào thì chúng ta đều có thể gặp những cái tổn thương bằng đường đó. Ví dụ như các bạn sẽ thấy là những người nhuộm tóc này thì sẽ thấy vị trí ở da đầu này, những người xăm môi này, xăm lông mi, xăm lông mày này, thì đấy, những cái vị trí, chính cái vị trí tiếp xúc với cái mỹ phẩm đó, sử dụng cái mỹ phẩm đó sẽ có cái phản ứng tại chỗ. Đấy, phản ứng tại chỗ. Thế phản ứng tại chỗ nó là gì? Là cái phản ứng dị ứng. Phản ứng dị ứng. Mà bây giờ thì thực ra thì truyền thông bây giờ thì các bạn cũng nhờ cái công tác của truyền thông mà bệnh nhân bây giờ cũng rất nhanh vậy. Người ta chỉ dùng thấy ngứa là người ta dùng dừng luôn. Do đó khi mà dừng cái thì số lượng bệnh nhân đến viện không phải là nhiều. Nhiều khi người ta dừng đấy là nó có thể vâng, nó tự dị ứng là thứ chúng ta có thể nhận ra ngay. Nhưng mà tôi thì không dùng mỹ phẩm, nhưng nghe nói rằng là có những loại mỹ phẩm mà phải sau một thời gian thì nó mới gây tác hại, chứ còn giai đoạn đầu có thể nó vẫn có những cái hiệu quả nhất định. Có đấy, chuyện đấy không ạ? Tôi đang định nói là có hai cái phản ứng dị ứng nhanh thì các bạn có thể thấy ngày 1, ngày 2. Còn dị ứng chậm thì các bạn sẽ thấy nó tác dụng có khi phải hàng tháng sau. Ví dụ như một bệnh nhân, những người xăm môi, chúng tôi có một cái kỷ niệm rất là nhớ rõ bệnh nhân này, bởi vì bệnh nhân này chuẩn bị tuần sau thì cưới con. Tháng sau thì cưới con thì bắt đầu xăm môi từ bây giờ, và đúng độ khoảng gần một tháng sau thì môi sưng hết đi, đỏ chót đi, phồng hết cả mồm mà không ăn được, không uống được cái gì. Đấy là cái hiện tượng dị ứng chậm. Cái thứ hai mà các bạn sẽ thấy, nhất là những người mà bây giờ mà ở Việt Nam đây chúng tôi sẽ gặp nhiều hơn ở các nước khác là gì? Sử dụng, phụ nữ sử dụng kem trộn. Mà kem trộn về sau thì chúng ta thấy kem trộn về sau chính thủ phạm không phải là mỹ phẩm nữa, mà nó hòa thêm một cái chất nữa Tây y vào đấy, tức là các corticoid, và làm cho bệnh nhân sẽ gì? Nổi đầy trứng cá này, trắng, có khi bệnh nhân bị sạm đen đi, có khi là bệnh nhân bị loét ra, vân vân. Đấy, rất nhiều cái tác dụng phụ của corticoid khi mà trộn vào mỹ phẩm. Đấy, do đó mà mỹ phẩm không rõ nguồn gốc hoặc là kem trộn, tất cả mà chị em phụ nữ dùng chúng ta phải rất cẩn thận. Bởi vì cái phản ứng dị ứng của chúng ta không phải là dị ứng nhanh thì dị ứng chậm, có khi khi nó vào da thì cơ thể sẽ bắt được cái dị nguyên đó, và trong quá trình đó thì dần dần mới sinh ra cái kháng thể. Do đó mà cái kháng thể nó khi này hàng tháng, hàng vài tháng sau thì mới bắt đầu đủ lượng kháng thể để gây ra một cái phản ứng cho cơ thể đối với cái mỹ phẩm đó mình dùng. Vâng, thưa bác sĩ, vừa rồi rõ ràng là bác sĩ nói một cái thông tin có vẻ như là le lói một cái niềm hy vọng cho chị em, đặc biệt là cho những người có thu nhập thấp. Có vẻ như là mỹ phẩm giá rẻ thì vẫn là có thể là mỹ phẩm sử dụng được, phải không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ với quý vị khán giả đang xem truyền hình làm sao để chị em có thể lựa chọn những sản phẩm, những mỹ phẩm phù hợp với mình cũng như là hợp với túi tiền, với khả năng tài chính của từng đối tượng. Như nãy tôi nói thì cái mỹ phẩm giá rẻ thì chúng ta phải trông đợi. Bởi vì cái này thì phải có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng nhà nước để làm sao chúng ta quản lý được quá trình sản xuất và quá trình cái công thức để sản xuất cái mỹ phẩm rẻ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta thấy là gì? Để sử dụng mỹ phẩm có hiệu quả và có tác dụng và tránh được những cái tai biến của cái mỹ phẩm kém chất lượng thì chúng ta phải thế này. Khi chúng ta sử dụng mỹ phẩm chúng ta phải xem cơ địa của mình như thế nào, có cơ địa dị ứng hay không. Những người có cơ địa dị ứng phải thật thận trọng. Cái thứ hai là khi mà mua mỹ phẩm về thì tốt nhất nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên chọn những cái hãng đã có tiếng rồi, đã có minh bạch rồi, tất cả mọi thứ đều minh bạch thì chúng ta sử dụng cái đó thì an toàn hơn. Cái thứ ba nữa là nếu không có điều kiện, các bạn chẳng may phải một hai buổi mà sử dụng cái mỹ phẩm mà không được biết rõ nguồn gốc thì nên sử dụng trước một vài ngày thử ở một vùng da nhất định. Ví dụ các bạn có thể bôi vào mặt trong cánh tay đấy, hoặc là sau tai đấy, một vài ngày mà không có phản ứng gì thì các bạn có thể yên tâm mà dùng lên cái vị trí khác, nó yên tâm hơn thôi. Chứ còn những cái dị ứng chậm thì chúng ta có thể một vài ngày sau hoặc một vài tháng sau mới có phản ứng. Vâng, nhưng mà để nhận biết một cái mỹ phẩm nào nó có, tại vì theo tôi như bác sĩ nói là kể cả những mỹ phẩm nổi tiếng, mỹ phẩm có uy tín thì với những cơ địa dị ứng thì chúng ta vẫn dễ dàng bị dị ứng phải không ạ? Vẫn có thể chứ không phải dễ dàng. Dạ. Cái ý là ít hơn so với cái mỹ phẩm không rõ nguồn gốc và mỹ phẩm giả. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin hết sức thú vị cũng như là bổ ích của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, gần đây nhất là vào cuối tháng 8 thì Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội vừa thu giữ hàng trăm sản phẩm dưới dạng mỹ phẩm tắm trắng hay là kem dưỡng da nhãn hiệu nổi tiếng không rõ nguồn gốc tại Hà Nội. Và trước đó thì cũng có không ít các vụ việc tương tự đã diễn ra. Thế nhưng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái thì vẫn được bày bán tràn lan. Và trước khi trông chờ vào những cuộc mạnh mẽ hơn của các cơ quan chức năng thì hơn ai hết hãy là người tiêu dùng thông thái, đặc biệt là các chị em cần có kiến thức và có những kỹ năng để lựa chọn những sản phẩm và sử dụng những sản phẩm cho mình. Rẻ không có nghĩa là không tốt, nhưng có thể khẳng định rằng hàng nhái, hàng giả thì chắc chắn là hàng kém chất lượng. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thành đã đến với chương trình Chào Buổi Tối, và thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.